Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Kiêng ba chân hải quân đua, chân nào gãy trước. Theo thông lệ, cứ mỗi khi sau đợt họp hành là ông Nguyễn Phú Trọng lại làm chuyện gì đó. Sau hội nghị Trung ương 2 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã réo tên ông Lê Thanh Hải. Giờ là đang họp Quốc hội, xong kỳ họp Quốc hội thì chức tước từng người đã được sắp xếp đâu vào đấy. Lúc rảnh tay thì ông Trọng sẽ tiếp tục làm các việc dự như là vẫn xảy ra như vậy. Và tội của Lê Thanh Hải thì đã lên giấy làm thành hồ sơ rồi. Chuyện bắt người là kết quả cuối cùng của cuộc chiến ngầm giữa hai thế lực bắt và bị bắt. Cuộc chiến giữa ông Nguyễn Phú Trọng và nhóm cựu quan chức thành phố Hồ Chí Minh là cuộc chiến lâu dài. Nó xuất phát từ sau đại hội lần thứ 7 vào năm 2016 chứ không phải mới bây giờ. Phe hải quân đua Cang lập nên tường thành vững chắc, Nguyễn Phú Trọng cùng mãi mới bắt được Tất Thành Cang. Tuy nhiên, dù ông Cang bị bắt, nhưng ba người còn lại vẫn liên minh chặt chẽ với nhau như kiểng ba chân rất vững chắc. Khi tấn công vào kiểng ba chân này, thì ắt hẳn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhắm vào một chân mà bẻ, chứ không bẻ một lúc ba chân được. Việc bẻ từng chân là rất cần thiết, vì đây là cách bẻ từng chiếc đũa dễ hơn là bẻ nguyên cả bó. Tuy nhiên, việc nhắm vào chiếc đũa nào bẻ trước là rất quan trọng. Vì nếu bẻ đúng thì hai chân còn lại cũng đổ theo. Nếu bẻ không đúng thì bẻ chân này xong hai chân kia vẫn vững thì rất khó mà phá án triệt để. Đây là hình ảnh kiềng ba chân quân đua hải và dự án Thủ Thiêm. Tấn công, đe dọa, ép buộc và cả thương lượng là những gì mà phe hải quân đua và phe Trọng nên làm và đang thực hiện. Công cụ mạnh nhất của hải quân đua là chạy trọt, và liệu rằng kiềng ba chân này có làm được đối với đối tượng là Nguyễn Phú Trọng hay không? Trong ba chân hải quân đua sẽ có chân yếu, sẽ có chân mạnh. Liệu rằng đánh vào chân yếu trước hay đánh vào chân mạnh trước là bài toán không dễ chọn. Chọn nước đi đúng thì thắng cả ván cờ, nếu chọn nước đi sai thì lại mất cơ hội hạ đối thủ. Đấy là hoàn cảnh của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên trong lúc này. Đánh vào chân nào thì dễ nhất và đánh vào chân nào thì mang lại thắng lợi lớn nhất là câu hỏi được đặt ra. Ba chân hải quân đua được phân loại như sau. Mạnh nhất là Lê Thanh Hải. Vì sao như vậy? Vì Lê Thanh Hải từng là Ủy viên Bộ Chính trị, ngồi ở ghế Chủ tịch thành phố 5 năm và ngồi ở ghế Bí thư thành phố 10 năm. Lúc đỉnh cao quyền lực, ông Lê Thanh Hải là cấp trên của Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Ngoài ra, dòng họ của ông Lê Thanh Hải còn vượt trội hơn dòng họ của hai ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Ông Lê Thanh Hải có vợ là Trương Thị Hiền và em vợ là cựu Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hòa. Cho nên, người dân cả nước gọi là gia tộc Lê Trương. Gia tộc này bủa chân rết từ trung ương đến địa phương. Chưa hết, trước đây, ông Lê Thanh Hải còn là thuộc hạ của ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Minh Chiết. Thế lực ông Nguyễn Minh Chiết là một ẩn số vì rõ ràng ông Chiết kín tiếng hơn ông Trương Tấn Sang. Người thứ nhì là Lê Hoàng Quân với 10 năm là chủ tịch thành phố lớn nhất đất nước. Lê Hoàng Quân sẽ tiếp tay cho Tất Thành Cang và Nguyễn Văn Đua gây ra sai phạm Thủ Thiêm và nhiều vụ án khác. Đây hình ảnh Lê Thanh Hải, chân trụ cứng nhất trong kiềng ba chân. Ông Lê Hoàng Quân là gốc Đồng Nai, tuy nhiên từ Biên Hòa, Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh rất gần. Ông Lê Hoàng Quân có cả thành trì Đồng Nai lẫn thành phố rất vững chắc. Và người yếu nhất trong ba chân kiềng là Nguyễn Văn Đua. Tuy nói là yếu nhưng thực sự thế lực của Nguyễn Văn Đua còn hơn Tất Thành Cang. Như vậy trong ba chân trụ này thì mạnh nhất là Hải và yếu nhất là Đua. Tuy nhiên nếu tấn công vào ai đó là một vấn đề về chiến thuật. Mọi tính toán của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên đều nằm trong vòng bí mật. Tuy nhiên, cần phải phân tích cái lợi và cái hại của từng hướng tấn công để có thể đoán định được ai sẽ là người tiếp tục phải vào khám trong ba người đó. Bài học từ việc bắt Tất Thành Cang. Trước khi bắt Tất Thành Cang thì đúng là liên minh chống đỡ thế lực Nguyễn Phú Trọng là tứ trụ chứ không phải là tam trụ như bây giờ. Trong tứ trụ đó, trụ yếu nhất là Tất Thành Cang. Vì Tất Thành Cang dính hai tội. Tội sai phạm ở Thủ Thiêm chịu chung với Hải quân đua, còn tội sai phạm ở công ty Sadeco thuộc công ty Tân Thuận thì một mình Tất Thành Cang gánh.
Vì vậy, Nguyễn Văn Nên dựa vào tội ở Sadeco mà bắt tất thành càng. Nếu đụng vào sai phạm Thủ Thiêm thì lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng không đủ sức. Và việc bắt tất thành càng xong, ba trụ còn lại vẫn vững như bàn thạch, làm cho Nguyễn Phú Trọng không thể nào bắt tiếp ba người kia cho được. Như vậy, bài học rút ra cho trường hợp này là nếu đánh vào chân trụ yếu nhất thì chỉ chân trụ này gãy, còn các chân trụ mạnh họ vẫn trụ vững, không hề hấn gì. Và bài học bắt Nguyễn Thành Tài cũng là một trong những trường hợp ấy cho việc đánh vào chân yếu. Bắt Nguyễn Thành Tài được, nhưng bắt xếp là Nguyễn Thành Tài là Lê Hoàng Quân thì vẫn vững như bàn thạch. Đấy, nếu bẻ chân trụ mạnh được thì bẻ chân trụ yếu rất dễ, nhưng nếu bẻ chân trụ yếu được thì chưa chắc gì bẻ được chân trụ mạnh. Đấy là bài học đơn giản, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã hiểu. Đây là hình ảnh bắt Tất Thành Cang vào hồi tháng 12 năm 2020. Tương tự như vậy, nếu ông Nguyễn Phú Trọng đánh vào chân trụ yếu nhất trong ba chân hải quân đua còn, thì sẽ không dễ gì bẻ được hai chân trụ còn lại. Nếu bẻ được chân trụ mạnh nhất là Lê Thành Hải, thì chắc chắn Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua cũng theo đó mà vào khám. Chơi nhỏ thì thắng nhỏ, nhưng thua cũng nhỏ. Chơi lớn thì có thể thắng lớn, nhưng thua cũng lớn. Đó là quy tắc. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chọn cách nào, đó là tùy thuộc vào khả năng của ông. Và giờ đây, dư luận đặt ra câu hỏi, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có đủ sức chơi lớn bắt Lê Thành Hải hay không? Bắt ca lớn thì ai cũng muốn, nhưng liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn Nên có đủ sức hay không mà thôi. Ngay từ giữa năm 2019, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng cho Tô Lâm bắt Lê Tấn Hùng, thì lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng muốn chơi lớn. Tuy nhiên, có vẻ như ông Trọng không lường được sức mạnh của ông Lê Thành Hải nên mới vấp phải sự kháng cự mãnh liệt. Việc bắt được Lê Tấn Hùng ấy đã trải qua 2 năm mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng không làm gì được ông Lê Thành Hải. Bắt Lê Tấn Hùng là bắt con tép, bắt Lê Thành Hải là bắt con cá mập, làm sao giống nhau cho được. Rồi đến đầu năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật Lê Thành Hải để dọn đường chuẩn bị bắt. Tuy nhiên, sau kỷ luật người dân chờ giải cổ cũng không thấy ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt Lê Thành Hải. Điều đó có nghĩa là Lê Thành Hải là một khúc xương khó nuốt. Ông Nguyễn Phú Trọng đã tìm mọi cách để xử lý việc này nhưng vẫn chưa thể bắt. Đến tháng 10 năm 2020, ông Trọng cho Nguyễn Văn Nên thay Nguyễn Thiện Nhân. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên cũng chỉ bắt được Tất Thành Cang vào tháng 12 năm 2020 mà vẫn chưa làm gì được Lê Thành Hải. Đấy là tính đến hết năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng thực sự được trợ giúp của Nguyễn Văn Nên cũng chỉ loay hoay tìm cách tấn công Lê Thành Hải, mà thành công thì vẫn chưa có. Điều đó chứng tỏ thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó vẫn chưa đủ độ chín để có thể hạ được ông Lê Thành Hải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người đang cố gắng chiến đấu với thế lực của Lê Thành Hải. Phải nói rằng rất đáng xấu hổ khi một đương kim tổng bí thư vừa là đương kim chủ tịch nước với quyền lực rất lớn trong tay mà không hạ được ông cựu ủy viên Bộ Chính trị đã về hưu. Khi mà Việt Nam chưa có một thể chế minh bạch, chưa có tư pháp độc lập, thì việc chống tham nhũng chảy chặt như vậy. Chống được tham nhũng tép diêu nhưng lại không thể chống được tham nhũng gọc. Đó là điều mà ai cũng thấy. Mặt khác, qua thời gian ông Nguyễn Phú Trọng ở các nhiệm kỳ khác nhau thì tham nhũng vẫn hoành hành, không giảm được. Chính vì vậy mà dư luận đặt ra câu hỏi, vậy có khả năng thành công trong việc bắt Lê Thành Hải hay không? Có vẻ như ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn chơi lớn. Hiện tại ông đang củng cố sức mạnh và có vẻ đang xúc tiến tiếp việc truy tố Lê Thành Hải. Tuy nhiên, nếu giữ sức mạnh như năm 2020 trở về trước thì khó mà làm gì được Lê Thành Hải. Đó là điều có thể dự đoán. Sau đại hội 13 thì xem ra thế lực của Nguyễn Phú Trọng đã được củng cố với chức ủy viên Bộ Chính trị cho Nguyễn Văn Nên. Không biết với hai ủy viên Bộ Chính trị đương chức có nhổ được một ủy viên Bộ Chính trị đã về hưu hay không thì chúng ta cần phải xem xét tiếp. Và nếu bắt được ông Lê Thành Hải thì ông Nguyễn Phú Trọng một mẻ bắt được ba nhân vật cộng cán của Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có đầy đủ hồ sơ về sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016. Đã có kết luận hai tập thể này vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều sai phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới ở Thủ Thiêm.
Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng và làm thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của một bộ phận rất lớn người dân thành phố và gây bức xúc trong xã hội. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải không còn cơ hội đứng cạnh ông Nguyễn Phú Trọng nữa. Bên Đảng ủy thì Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm, còn bên Ủy ban Nhân dân là Lê Hoàng Quân chịu trách nhiệm. Thêm vào đó là qua gần 4 tháng khai thác tất thành cang, ông Nguyễn Văn Nên đã bổ sung thêm vào hồ sơ điều tra sai phạm của Lê Thanh Hải không phải là ít. Theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng thì hiện nay gia tộc Lê Trương đã có người ra Hà Nội không biết để làm gì, là thương lượng hoặc là van xin hay là chạy trọt. Tuy nhiên, với con người như Nguyễn Phú Trọng thì khó mà có thể mua chuộc cho được. Hiện nay, cánh tay của Nguyễn Phú Trọng đã được chấp nối bởi Nguyễn Văn Nên, vì thế nên thế trận cũng khác năm 2020 rất nhiều. Có thể sau kỳ họp Quốc hội, ông liên minh với Nguyễn Văn Nên và sẽ cho sở gáy bắt Lê Thanh Hải. Và nội bộ chính trường Việt Nam luôn xáo động, đặc biệt qua mỗi kỳ bầu cử. Và chắc chắn ở thời gian tới sẽ còn xảy ra nhiều điều bất ngờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 với bản tin Kiềng ba chân Hải quân đua, chân nào gãy trước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.